Hiện tại là khoảng 1 giờ trưa ở Hà Lan và ở cái ngôi làng của mẹ đã đầu Tuyền ở. Thành ra bây giờ ăn xong rồi, bây giờ cả nhà Tuyền và ba mẹ đã đầu đi bộ một vòng ở cái khu sau hè này nè. Tuyền sẽ quay cảnh ở đây cho cả nhà mình xem cái ngôi làng ở đây, cái cảnh nó đẹp như thế nào. Tại vì mỗi một nơi nó có một cái đẹp khác nhau. Cái nhà mà trước mặt của Tuyền ở đây nè, có ba ô cửa sổ đi xuống á, là cái tầng ở giữa là ngày xưa ông xã Tuyền ở đó đó. Anh ở đây, anh đi bộ từ đây nè qua nhà mẹ đã đầu rất là gần, ở nơi đây ông xã Tiền và ba ba. Tí nè, bây giờ Tiền mời cả nhà mình cùng đi bộ với gia đình nhỏ của Tiền á, từ nhà của ba mẹ đã đầu á, từ nhà của ba mẹ đã đầu mình đi đằng kia. Trưa chủ nhật ở nơi đây rất là vắng. Nói chung là cả Hà Lan luôn, thường chủ nhật thì những ngôi làng rất là vắng. Chỉ có những cái phố thị lớn như là Amsterdam hoặc là Rotterdam thì đông thôi, chứ còn những ngôi làng thì rất là vắng. Buổi trưa hôm nay trời nắng rất là đẹp. Ngày mai là mẹ đã đầu của Tiền được, bà được 80 tuổi rồi, mẹ được 80 tuổi. Những cái khu nhà flat họ ở như vậy nè, ở đây họ có hai cái thùng rác để mà người dân ở đây bỏ vào đây, là cho dành cho những cái người ở flat. Đây là con đường trước mặt từ sau nhà của ba mẹ đi ra nè. Khi đi bộ thì thấy nấm nè, quá đẹp luôn. Một chùm nấm ở đây quá trời nhiều luôn. Wow, cái chùm nấm này thì thấy rất là dễ thương. Có hai đường đi, một cái đường ở phía bên tay trái của Tiền và một cái đường ở bên phía tay phải. Nhưng mà giờ mẹ đỡ đầu dẫn đi cái đường tay phải này. Ngày xưa khi bé Linh còn nhỏ đó, là gia đình nhỏ của Tiền cũng hay đi bộ ra đây. Nhưng mà hia hia can đều. Dạ. Nào ở nơi đây cũng rất là đẹp. Wow, thì thấy đây có cây cầu quá đẹp luôn này. Quá đẹp. Nào mama, here help mama. Oh. That's his school, bro. Oh yeah. Oh. This is school. They come something on the door. Yeah. School. They not a pony. Ở đây rất là đẹp luôn, nhìn cái cảnh rất là đẹp. Ở nơi đây là vùng miền Bắc, nhưng mà Tiền thấy mẹ đỡ đầu nói là ở nơi đây vẫn còn những cây lá rất là nhiều. Mình có thể nghe những tiếng chim hót nè. Những ánh nắng xuyên qua hàng cây rất là đẹp. Có nhiều người đến đây họ câu cá đó, thì họ đi từ cái bậc thang ở trên đó kìa. Ta làm cái đó này ta. Từ cái bậc thang này nè, mình đi dài xuống đây để mình ngồi ngay chỗ đó đó mình câu cá. Tại vì mẹ ba mẹ nói là ở đây cũng có rất là nhiều người đến câu cá ở đây nè, cái mương này. Trái rất là đẹp. Rất là nhiều lá vàng rụng đầy ở trên cái đường đi này nè. Wow, thì thấy cái nấm này nó còn to dễ sợ luôn nè. Quá trời to luôn. Nè, cái nấm quá trời, cái lá của nó bự. Giúp mẹ cháu Linh chạy lên đây. Tại vì Tiền thấy trên này rất là đẹp. Rất là nhiều lá. Với Linh chạy bộ đi. Wow, trên con đường này giống như là đường rừng á. Đẹp quá. Ở dưới là đất rất là nhiều cái lá cây rụng ở dưới này luôn. Đó. Tại vì Tuyền với cháu Linh nó thấy trên này đẹp quá. Nghe hai mẹ con đi bộ trên đây. Hả Ngọc Thương hả? Dạ. Ngọc Thương quay mặt lại đây.
Linh nghe đường giống như là chim sổ lồng á. Con hiểu chim sổ lồng không? Cái lá dưới ánh nắng này đẹp dữ sợ rồi đi. Wow, cái lá cây này à, khi mà nó vàng vàng á, rồi có những cái mà bị rớt đi vầy à. Bị những cái lá trên này bị rít á. Cái lá này bị rít thì thấy rất là đẹp. À, châu Âu á, tiền thấy cảnh rất là lãng mạn. Chỉ có cái là mình thấy buồn là khi bước vào thu và mùa vào đông á, thì buồn hơn các mùa khác. Nhưng mà có cái đẹp thì rất là tuyệt vời. Ở đây thì thấy có cái cây này nè, trái màu đỏ. Thường á, cái trái này á, là mùa Giáng sinh. Cái cây này tượng trưng cho mùa Giáng sinh. Nè Linh, tốt. Thường cái cây này là tượng trưng cho mùa Giáng sinh đúng không Linh? Dạ. À, người Hà Lan á, họ cũng trồng cái cây này ở trước cửa nhà họ nhiều lắm. Tại vì tượng trưng cho mùa Noel, mùa Giáng sinh. Quá đẹp. À, vào mùa thu á, mà bắt gặp được những cái nắng như vậy nè, thì rất là dễ thương. Vừa ấm ấm mà vừa lạnh lạnh. Cái khí hậu rất là thoáng mát. Với tiền thì tiền thấy là mát. Nhưng mà à, tiền đi đến đây có bậc cầu thang này. Tiền đi đến đây có bậc cầu thang đi xuống. Môi mama, môi in the bush. Dạ, da is môi. Tôi chịu vua Oma phải ra đạt. Ja, mama. Beetje hoger. Beetje hoger. Deze zijn dus even, ja, want deze zijn te laag. Je lopen honden langs en psst, de tegen. Ja, nu goed. Een beetje vies. Ja, vies Lin. Rất là nhiều luôn nhưng mà lạnh quá nó teo hết rồi. Ông xã thì nói người còn teo đừng nói chi mà. Rất là nhiều ở nơi đây, tiền đi tiền thấy cái trái này rất là nhiều luôn. Nhưng mà lạnh quá nó bị khô rồi, nó bị teo lại rồi. Đây là cái ngôi làng nhỏ nhỏ ở chỗ ba mẹ tiền sinh sống nè. Ba mẹ đã đầu tiền sinh sống nè. Ở ngoài kia là đường lộ xe lớn đó. À, trước khi tiền vô nhà của ba mẹ đã đầu á thì ở cái hướng này. À, mình đi ngoài đó, mình đi vòng vô cái hướng này là đi vô nhà của mẹ đã đầu tiền ở đây. Nhìn ở xa xa kia cái cảnh rất là đẹp, lá vàng rất là đẹp luôn. Hey. Lớp thường bia hả? Dạ. Ngọc Thương được ra ngoài, Ngọc Thương có thích không? Được đó. Ngọc Thương được ra ngoài, Ngọc Thương như là chim bỏ tổ đấy. Đó, bị nhốt trong nhà hoài, xong rồi đi ra ngoài không lấy củ. Đó hả? Thì thấy cái cây này cũng lạ nữa nè. Mình đi bộ ở trên con đường này mình thấy rất là sạch, tại vì không có phân của chó. Nó không đi ra, nó không có sợ gì. Đang không? À, tiệm bắt gặp cái cây này nè, cái trái rất là đẹp. Tiền thấy giống như là trái blueberry á. À, nhưng mà mẹ đã đầu nói là cái trái này ăn không có được. Tại vì cái gì mà chim nó ăn không được là người mình ăn không được. Tại vì nó có chất độc. Thành ra là vẫn còn rất là nhiều trái. Chứ còn mẹ đã đầu nói mà nếu mà ngon á là chim ra ăn hết rồi. Giờ chim không dám ăn, giờ ông xã ăn đi. Không. Cái mổ đẹp lắm, nó mổ đẹp lắm mà chim dạ. Nó không ăn.
Mình nhìn giống như là cái trái blueberry á. Blueberry á, mà không phải. Quá trời luôn nè, thì thấy quá trời trên cây luôn. Nhưng mà thường mà mẹ đã đầu nói là cái trái nào nó còn nhiều trên cây á, chim nó không ăn, là cái trái nó có chất độc. Có một cây cầu mới nãy gia đình nhỏ có tiền và ba mẹ đi trên này nè. Bây giờ mẹ nói là dẫn từng gia đình tiền đi xuống dưới này, đi trở về nhà. Ở dưới đây là đường lộ xe chạy hơn 100 km một giờ. À, tí nữa gia đình nhỏ của tiền sẽ cũng đi hướng này nè, về trên kia, về lại Amsterdam, về lại nhà đó. Dạ, ba nói ở đằng cái đó, ở cái hướng đó sau những cái hàng rào á, là cái nghĩa địa chôn thú vật, như là những con mèo hay là những con chó đó, là khi nó qua đời á là họ đem về đó, trong cái đó họ chôn á, ở trong cái hàng rào đó. Ở nơi đây là nơi mà cái nghĩa địa chôn chó mèo, những động vật. Cây này tìm thấy lá khô hết rồi. Nhìn cái lá này á, màu chuyển màu vàng á, rất là đẹp luôn, rất là dễ thương. Khi mình đi bộ mình bắt gặp những cái cây lạ lắm, rất là lạ. Như cái trái này nè thì thấy rất là đẹp luôn, nhưng mà mình không có ăn được. Mình nghe được tiếng chim hót. Cây cầu này là xe lửa chạy trên đây nè, xe lửa chạy về các tỉnh khác ở xe lửa đây. Còn cái cầu kia là để dành cho mình đi bộ đó, ở trước mặt tiền nha. Bây giờ mình đi ngược về thì mình đi một cái con đường khác, một cái hướng khác. Tiền đi bộ thì thấy rất là nhiều cái trái này, nhưng mà cái trái này ăn không có được, thành ra là người ta không có lộm. Chứ cái trái này rất là nhiều luôn ở đây. Lin môi à Lin cái má mà kia heo phiêu. Okay. Không, cái này không có ăn được. À, nếu mà mình lượm về mình trưng ở trên bàn của mình á thì đẹp, chứ ăn này không có ăn được. Quá trời luôn, mình thấy cái trái này nhiều, rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ xem cho đẹp thôi chứ ăn không có ăn được. Nhưng mà nó còn cái đuôi á Linh, nó đẹp đi. Cái này giống hạt dẻ nhưng mà không phải hạt dẻ nha các bạn. Dạ. Yeah. Ở bên trong thì nhìn nó cũng rất là đẹp, nhưng mà không ăn được. Tiền chưa bao giờ thấy ai ăn cái trái này, thì nghe mình không dám ăn. Trái này trong phim gì đó Linh. Nhưng mà cái tên Việt Nam á, thì nhớ có một cái bộ phim của cái trái này nè, nhưng mà tiền quên cái tên của tiếng Việt Nam rồi. Mà cháu Linh có coi cái bộ phim này thì thấy cái trái rất là đẹp luôn. Đẹp quá. Bạn ơi, thì mình đi bộ vậy đó, nhiều khi mà mình không cẩn thận á thì chiếc bông mình sẽ rớt xuống, mà mình không biết thì mình mất chiếc bông. Đúng rồi, mình không biết thì nó sẽ mình mất. Rất là cẩn thận. Wow, anh ở đây mình thấy quá trời cái trái này luôn. Nhiều lắm. Ở nơi đây nói chung là mọi nơi rất là đẹp. Mình quay cái đoạn đường ra xe lửa, đường mẹ quay xe ra xe lửa.
Đây là cái đường gầy xe lửa nè, nằm ở sát bên cạnh nhà của mẹ đỡ đầu của Tuyền luôn. Cái ga xe lửa này chạy khắp nước Hà Lan luôn á, mình đi tỉnh nào cũng được trong cái nước Hà Lan này. Họ gào lại đó, đây là đường gầy xe lửa. Hồi nãy Tuyền đi thì Tuyền thấy ở dưới kia, Tuyền thấy xe lửa chạy thẳng về hướng này nè, rất là đẹp. Và những chiếc lá mà đó đẹp quá. Mỗi một ngôi làng một cái đẹp khác nhau, mỗi một nơi có một cái đẹp khác nhau. Như cái khu của Tiền ở á, thì nó khác, ở nơi đây nó cũng khác hơn. Yeah. Đẹp quá, Tiền thấy rất là đẹp. Đây là phía trước nhà của mama nè. Hồi sáng mình đứng ở trên lầu á, mình nhìn xuống á, phía trước này nè. Bây giờ mình đi ở phía trước này. Đây là đường xe hơi chạy nè. Nhưng mà ngày Chủ nhật rồi thì không thấy chiếc xe nào hết á. Thành ra là mình đi bộ ngoài này luôn. Wow, cái cây trước cửa nhà mẹ của Tiền hồi sáng Tiền quay ở trên quay xuống nó quá trời đẹp luôn. Là cây này hồi nãy là cái trái mà Tiền lụm được đó. Là cái cây này nè. Đó, cái trái này nè. Là của cái cây đó đó. Cái nhà mà có cái bao công màu vàng ở trước cái tay của Tiền chỉ nè, là ông xã của Tiền ngày xưa mới đặt chân đến Hà Lan, là ông xã Tiền ở đó đó, cái tầng ở chính giữa đó. Mama ở nhà 10. Dạ. Gần nhà mẹ đỡ đầu luôn. Để mẹ đỡ đầu tiện, ba mẹ đỡ đầu tiện chăm sóc cho ông xã của Tiền. Cái cây này lá đỏ đẹp lắm nè. Có nhiều cây, lá vàng, rồi lá đỏ. Nhìn rất là đẹp. Mà Linh, cái lá đỏ này có cái trái màu đỏ cũng rất là đẹp nè. Rất là đẹp. Đây gia đình nhỏ có Tiền hồi hôm ngủ trên cái tầng đó đó. Cái tầng mà ngay cửa sổ nè. Hồi sáng Tiền đứng trên đó, Tiền quay xuống đó. Oh, hay can cat can fin veo. Môi. Đây là đường lộ xe nè, nhưng mà Chủ nhật á là không thấy chiếc xe chạy ngang. Thỉnh thoảng, rất là thỉnh thoảng luôn mới có thấy xe chạy ngang. Con mèo này nó mến ba lên. Cái tuổi của ông xã thì á, tuổi khỉ hợp với tuổi mèo. Đây sợ con mèo này. À, cái con mèo này nó lạ, nó ở cái vùng này mà gặp anh Viện nó rất là thích. Đây là bên hông nhà của ba mẹ đỡ đầu của Tiền ở nè. Có một cái thảm cỏ rất là dễ thương. Tí nữa Tiền về, Tiền sẽ chạy ra hướng này và Tiền quẹo đó đó, là đi về hướng Amsterdam luôn. Tiền thấy rất là nhiều chim nè, bay trên bầu trời nữa. Ê, tình tay mama. Tiền nói là những con chim này nó vừa mới ngủ thức dậy giờ nó đi bộ. À, nó bay bộ. Đi bộ rồi. Hãy subscribe.
Nãy giờ Tuyền, gia đình nhỏ của Tuyền cũng như gia đình của bố mẹ đó, đi bộ một vòng ở sau nhà của ba mẹ ở đó. Tuyền quay phim cho cả nhà mình xem. Đến đây video cũng dài rồi, Tuyền xin tạm chia tay cả nhà mình. Tuyền xin chúc cho đại gia đình mình luôn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Nếu như đại gia đình mình thấy kênh YouTube của Tuyền hay cũng như có ý nghĩa, xin ủng hộ gia đình nhỏ của Tuyền bằng cách là bấm subscribe cũng như đăng ký kênh và like, share cũng như cho tất cả mọi người cùng xem, để kênh YouTube của Tuyền càng phát triển mạnh hơn. Cũng là một cái động lực lớn cho Tuyền, Tuyền làm thật là nhiều video nữa cho cả nhà mình xem. Tuyền xin chào và Tuyền hẹn lại đại gia đình mình tập phim tiếp theo nhé. Tuyền xin chào. Sau một ngày đến với ba mẹ đỡ đầu mừng sinh nhật mẹ 80 tuổi cũng như ở chơi với ba mẹ một đêm, thì chiều hôm nay gia đình nhỏ của Tuyền trở lại mua rừng, là nơi mà gia đình nhỏ của Tuyền ở đó. Thì Tuyền gia đình nhỏ của Tuyền vừa mới rời khỏi nhà ông bà được khoảng 5 phút. Thì từ nhà bố mẹ đỡ đầu về tới nhà của Tuyền là 203 km. Hiện tại là 4:30 chiều ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 11. Buổi chiều khi mặt trời lặn xuống, Tuyền nhìn cảnh rất là đẹp. Thì Tuyền cũng, gia đình nhỏ của Tuyền cũng xin cảm ơn đại gia đình mình đã bỏ thời gian quý báu ra luôn xem cũng như theo dõi kênh YouTube của Tuyền và ủng hộ kênh YouTube của gia đình nhỏ Tuyền trong suốt thời gian qua. Gia đình nhỏ của Tuyền xin chân thành cảm ơn thật là nhiều. Và Tuyền xin hẹn lại đại gia đình mình vào những tập phim tiếp theo. Tuyền xin chào và chúc cho đại gia đình mình luôn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Mùa hè đến, thường mùa thu đến mùa đông thì thời tiết rất là mau tối. Thường 5 giờ, 6 giờ là trời tối rồi. Còn mùa hè đó, 11 giờ trời vẫn còn hơi sáng.